một vùng đất kiên cường thuộc địa Pháp và sự trỗi dậy của phong trào kháng chiến Việt Nam. Việt Nam, một vùng đất với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và truyền thống lâu đời, từ lâu đã phải chịu đựng những thử thách của xâm lược và chiếm đóng. Từ cuối thế kỷ 19, ách thống trị thuộc địa của Pháp đã phủ bóng đen lên người dân Việt Nam. Với tham vọng đế quốc, người Pháp tìm cách khai thác tài nguyên của Việt Nam và áp đặt các chuẩn mực văn hóa của họ. Giai đoạn này chứng kiến sự phá vỡ có hệ thống xã hội truyền thống Việt Nam. Chính quyền Pháp đã đưa ra một hệ thống được thiết kế để mang lại lợi ích cho thực dân, thường là bóc lột người dân Việt Nam. Sự khai thác này đã thúc đẩy tâm lý oán giận và khơi dậy các phong trào kháng chiến ban đầu. Những hành động bất tuân sớm này, mặc dù thường bị chia rẽ, đã thể hiện khát vọng tự quyết sâu sắc của người dân Việt Nam. Các nhà lãnh đạo, tôn giáo, học giả và nông dân đều đứng lên để thách thức sự bất công của chế độ thuộc địa. Những phong trào ban đầu này, mặc dù cuối cùng đã bị đàn áp, đã đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập lâu dài, sẽ định hình thế kỷ 2 của Việt Nam. Hạt giống của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam đã được gieo mầm. Hạt giống cách mạng ảnh hưởng của sự chiếm đóng của Nhật Bản và sự xuất hiện của Việt Minh. Chiến tranh Thế giới thứ hai đã mang đến một sự thay đổi lớn trên trường quốc tế và Việt Nam thấy mình bị cuốn vào cuộc chiến. Vào năm 1940, đế quốc Nhật Bản, với mục tiêu mở rộng đế chế của mình, đã chiếm đóng Việt Nam dưới vỏ bọc hợp tác với chính quyền Vichy Pháp. Mặc dù có vẻ như liên kết với Pháp, nhưng cái sự chiếm đóng của Nhật Bản đã tác động sâu sắc đến phong trào độc lập của Việt Nam. Người dân Việt Nam vốn đã bất mãn dưới ách thống trị của Pháp, càng trở nên cực đoan hơn bởi thực tế khắc nghiệt của sự chiếm đóng của Nhật Bản. Chính trong giai đoạn hỗn loạn này, một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa và lôi cuốn tên là Hồ Chí Minh đã xuất hiện. Là một nhà dân tộc chủ nghĩa và cộng sản kiên định, Hồ Chí Minh đã nhận ra cơ hội do thời chiến hỗn loạn mang lại để thúc đẩy sự nghiệp giành độc lập cho Việt Nam. Năm 1941, Hồ Chí Minh thành lập Việt Minh, một liên minh các nhóm dân tộc chủ nghĩa và cộng sản đoàn kết với mục tiêu giải phóng Việt Nam khỏi ách thống trị nước ngoài. Việt Minh kết hợp khéo léo chiến tranh du kích với vận động chính trị sẽ trở thành một lực lượng đáng gồm trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Quốc gia tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, sự thất bại của Nhật Bản đã tạo ra một khoảng trống quyền lực ở Việt Nam. Nắm bắt cơ hội này, Việt Minh đã giành quyền kiểm soát Hà Nội trong cách mạng tháng 8 năm 1945 và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa VNDCCH vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đứng trước đông đảo quần chúng nhân dân tập trung tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập lịch sử, vang vọng lời lẽ của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu cho Việt Nam, nhưng nó sẽ là một kỷ nguyên được rèn giữa trong lửa chiến tranh. Người Pháp không muốn từ bỏ viên ngọc thuộc địa của mình đã trở lại Việt Nam, quyết tâm khẳng định lại sự thống trị của họ. Điều này đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp tàn khốc từ năm 1946 đến năm 1954, một cuộc xung đột mà VNDCCH non trẻ phải đối đầu với sức mạnh của quân đội Pháp. Việt Minh sử dụng chiến thuật du kích và dựa vào sự ủng hộ vững chắc của nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ là một kẻ thù kiên cường và giàu nghị lực. Cuộc kháng chiến chống Pháp sẽ chứng tỏ là một nỗ lực tốn kém và cuối cùng là vô ích đối với người Pháp. Phản bội cuộc đấu tranh thống nhất, điều hướng những phức tạp của chiến tranh Việt Nam, Hiệp định Geneva năm 1954 chính thức kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, tạm thời chia cắt Việt Nam theo vị tuyến 17. Miền Bắc sẽ do VNDCCH, do Hồ Chí Minh lãnh đạo quản lý, trong khi miền Nam trở thành Việt Nam Cộng Hòa, được Hoa Kỳ ủng hộ. Sự chia cắt này, dự định là một biện pháp tạm thời, đã trở thành tâm chấn của cuộc xung đột kéo dài và chia rẽ nhất trong chiến tranh lạnh, chiến tranh Việt Nam. Hoa Kỳ lo sợ hiệu ứng domino của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á ngày càng xa lấy vào cuộc xung đột, cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho miền Nam Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 là một cuộc xung đột phức tạp và nhiều mặt, vượt qua ranh giới của một cuộc chiến tranh thông thường. Đó là một cuộc chiến tranh diễn ra trên nhiều mặt trận, một cuộc đấu tranh quân sự giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam, một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa các siêu cường và một cuộc nội chiến tàn brutal đã xé nát chính xã hội Việt Nam. Tác động của chiến tranh đối với Việt Nam là tàn khốc. Hàng triệu công dân Việt Nam, cả binh lính và thường dân đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.
đất nước bị tàn phá bởi bom đạn và chất độc hóa học và những vết thương chiến tranh về tinh thần và tâm lý hăm sâu. Phần 5, chiến thắng và bi kịch, di sản của chiến tranh và con đường thống nhất. Bất chấp những hy sinh to lớn phải chịu đựng, quyết tâm thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam không bao giờ lấy chuyện. Quân đội nhân dân Việt Nam và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng minh của họ ở miền Nam đã chiến đấu không mệt mỏi, sử dụng kết hợp chiến tranh chính quy và chiến thuật du kích. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, một cuộc tấn công bất ngờ do quân đội nhân dân Việt Nam và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phát động trong dịp Tết Nguyên đán là một bước ngoặt của cuộc chiến. Mặc dù là một thất bại về quân sự đối với những người cộng sản, nhưng nó đã cho thấy khoảng cách về uy tín trong việc mô tả cuộc chiến của chính phủ Mỹ và làm xói mòn sự ủng hộ của công chúng đối với sự can dự của Hoa Kỳ. Đối mặt với thương vong gia tăng, bất ổn trong nước và sự lên án của quốc tế, Hoa Kỳ bắt đầu rút quân khỏi Việt Nam vào năm 1969. Hiệp định Hòa bình Paris năm 1973 chính thức chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ vào cuộc chiến. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục giữa hai miền Nam, Bắc Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng của quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Sài Gòn, kết thúc chiến tranh Việt Nam và mở đường cho sự thống nhất đất nước.